Kết quả Đức 5-1 Scotland, sức mạnh của cổ xe tăng. Ở trận khai mạc Euro 2024 trong khuôn khổ bảng A, chủ nhà Đức đã dễ dàng đánh bại Scotland 5-1 để có khởi đầu suôn sẻ trong hành trình chinh phục chức vô địch. Bàn thắng Đức, White 10, Musiala 19, Havertz 45, một pen, Funkert 68, Kane 93. Scotland, Rudiger 87, phản lưới. Thẻ đỏ Scotland, Potter 44. Bước vào cuộc đọ sức với Scotland, tuyển Đức ra sân với sơ đồ 4-2-3-1. Kai Havertz là mũi nhọn cao nhất trên hàng công. Hỗ trợ cho bên dưới là bộ ba Florian Wright, Ilkay Gundogan, Jamal Musiala. Cặp tiền vệ trung tâm của đội chủ nhà là Toni Kroos, Robert Andrić. Còn bộ tứ vệ gồm Maximilian Mittenstadt, Jonathan Tah, Antonio Rudiger và Joshua Kimmich. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Đức đã ào lên tấn công như vũ bão khiến Scotland say sẩm mặt mày. Đội khách chỉ đứng vững được đúng 9 phút trước khi phải vào lưới nhặt bóng. Kroos từ giữa sân tung đường chuyền tuyệt vời ra cánh phải cho Kimmich. Hậu vệ này chuyền vào trong để White dứt điểm một chạm ngay rìa vòng cấm tung lưới Scotland mở tỷ số trận đấu. White mở tỷ số trận đấu. Chưa đầy 10 phút sau, cách biệt đã được nhân đôi cho Đức. Gundogan chọc khe cho Havertz thoát xuống xâm nhập vòng cấm. Havertz sau đó khống chế rồi chuyền cho Musiala tung cú đá như búa bổ bằng chân phải đánh bại hoàn toàn thủ thành Angus Gunn. Dù bị dẫn bàn nhưng Scotland bất lực trong việc phản kháng do bóng hoàn toàn nằm trong chân Đức. Đến cuối hiệp 1, mọi chuyện hoàn toàn chấm dứt với Scotland khi hậu vệ Ryan Potter nhận thẻ đỏ trực tiếp do phạm lỗi với Gundogan trong vòng cấm. Đức được hưởng 11m và Havertz không mắc sai lầm nào nâng tỷ số lên 3-0. Sang hiệp 2, Đức với lợi thế về quân số ào lên tấn công mạnh mẽ nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng. Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, Đài Man City cuối cùng cũng có được điều mình cần với bàn thứ tư nhờ công của tiền đạo vào sân thay người Niklas Funkert. Musiala nhân đôi cách biệt. Ở quãng thời gian còn lại, Scotland bất ngờ có được bàn rút ngắn cách biệt vào phút 87 khi trung vệ Rudiger vô tình đốt lưới nhà sau một tình huống khá lộn xộn. Tuy vậy, ở phút bù giờ cuối cùng, một cầu thủ vào thay người khác của Đức là Emre Can đã lên tiếng với cú sút xa hiểm hóc ấn định chiến thắng 5-1 tưng bừng cho đội chủ nhà trong ngày khai mạc Euro 2024. Như vậy, Đức đã có khởi đầu cực kỳ suôn sẻ tại Euro 2024, qua đó mở ra nhiều hy vọng ở giải đấu lần này. Ở lượt trận thứ hai bảng A, Đức sẽ gặp Hungary vào 23:00 ngày 19 tháng 6, trong khi Scotland chạm trán Thụy Sĩ. Đội hình thi đấu: Đức, Neuer, Kimmich, Tah, Rudiger, Mittenstadt, Kroos, Kang 80, Andrić, Rose 46, Musiala, Müller 64, Gundogan, White, Sen 63, Havertz, Funkert 63. Scotland, Gunn, Robertson, Tiny, Gakena 77, Henry, Ranston, Potatu, McGregor, Jinmu 67, Jin, Glenn 67, Christie, Sankern 82, Matomine, Adam, Hanley 46.